sau khi mà làm liệu trình cái mặt bằng chỉ Ultravilip á, thì cái cơ của mặt của mình á, cảm thấy là săn chắc hẳn lên, các nếp nhăn hoàn toàn biến mất và nhìn như trẻ lại 10 tuổi. Trong cái quá trình mà làm á, là mình hoàn toàn không thấy đau gì hết. Khi mà làm xong rồi á, ôi nhìn vô cái gương mặt á, nó mềm mại, nó tự nhiên vô cùng, nó không có hề bị cảm giác là đỡ đơ vậy. Cảm ơn The Master Việt Nam đã đem đến cho mình gương mặt đẹp và hoàn thiện. Chúc The Master Việt Nam luôn phát triển và đem nhiều cái phương pháp làm đẹp mới về cho mọi người. Một lần nữa cảm ơn The Master Việt Nam.